Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Sứ Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 1 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con có 3 cây hạt giới thiệu cho cô chú anh chị nha. 3 cây này con bán với giá là 140 nha cô chú anh chị. Hoa thơm không luôn á. Phí ship là khách chịu giùm con nha. Vườn con thì gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang và ship nhổ cây Viettel. Chú anh chị mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ vườn với nha, để sưu tầm nhiều màu hoa đẹp rẻ nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất nè, cây thứ nhất là một hoa, cây hoa màu đỏ nhung nha. Cây này chùm nụ của nó nè, nó bị rụng hết hai nụ nãy con mới lặt 6, 7, hai nãy nó là 8 nụ. Hoa này hoa thơm nha. Lô này là cây nào cũng thơm hết luôn. Còn cây này mới nở. Cây này hoa màu hồng, cánh tròn, cánh xếp nha. Cái họng màu đen. Chùm nụ của nó nè. Hai cây số 1, số 2 thì chiều cao của nó khoảng ngang tay nha cô chú anh chị. Cây số 3 là một cây hoa 3 lớp. 3 lớp cánh nhọn nha. Màu hồng 3 lớp cánh nhọn. Nụ của nó có một số nụ bị quéo á, do ruồi vàng chích á. Cây này thì phân nhiều nhánh nè. Cây này tầm 3 gang tay á. Đây, hôm nay con có 3 cây nha cô chú anh chị. Lô này con bán chỉ 140 thôi nha. Rất là rẻ luôn. Cô chú anh chị mà sưu tầm xứ hạt thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hộ vườn của con nha.